Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hãy để vẻ đẹp thực thụ của bạn thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt đẹp khiến bạn trở nên quyến rũ. Tại Thanh Hằng Beauty Medi, nơi chúng tôi tin vào sức mạnh của sắc đẹp, đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm của Thanh Hằng Beauty Medi có thể giúp bạn sở hữu được đôi mắt đẹp, lôi cuốn, thật tự nhiên và đầy quyến rũ. Mãi mãi nét thanh xuân cùng Thanh Hằng Beauty Medi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần nữa lại trôi qua và ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền rất là vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Đẹp Không Giới Hạn do công ty Tincom Media sản xuất. Thưa quý vị, tà áo dài có thể nói là nguồn cảm hứng bất tận và nó là nàng thơ của thời trang Việt. Áo dài không chỉ mang nét đẹp truyền thống mà còn mang nét đẹp hiện đại với những đường cong uốn lượn để tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ cũng như thể hiện sự tinh tế của nhà thiết kế. Và với tình yêu dành cho áo dài Việt Nam, chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về áo dài, đó chính là linh hồn của thời trang Việt. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng hỏi gương thần xem những vị khách mời nào sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ với chúng ta về chủ đề rất là thú vị này nhé. Gương soi ngự ở phim trường, đẹp không giới hạn. Xin mời khách ra. Vâng, xin được giới thiệu nhà thiết kế Sĩ Hoàng và Á Khôi Thể thao Việt Nam Nguyễn Băng Châu. Cảm ơn hai anh chị đã đến chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Họa sĩ nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng sở hữu thương hiệu thời trang Sĩ Hoàng và là một trong những nhà thiết kế áo dài nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là giảng viên bộ môn mỹ thuật và thời trang của trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là người sáng lập ra Bảo tàng áo dài Việt Nam và dành nhiều thời gian nghiên cứu, lưu giữ và phát triển vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. Á hậu thể thao diễn viên Băng Châu hiện đang giữ chức vụ giám đốc công ty Resson Capital International, giám đốc tư vấn đầu tư tại công ty Dean Vietnam Assets EB5, đồng thời là phó chủ tịch quỹ từ thiện Open Arms. Bên cạnh đó, người đẹp thể thao còn đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật như thời trang, ca hát, với những thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh và hoạt động cộng đồng. Vâng, thưa anh chị, có thể nói là nhắc đến tà áo dài Việt Nam thì có lẽ là em nghĩ là cả ba anh em mình ngồi đây là đều có một cái tình yêu vô tận về áo dài đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là vui khi ở đây cùng với nhau và cùng chia sẻ về tà áo dài Việt Nam. Vậy thì em muốn nhờ nhà thiết kế có thể nói rõ hơn về những cái quá trình phát triển của tà áo dài Việt Nam qua những cái thời kỳ như thế nào? Có một điều hết sức là thú vị là áo dài Việt Nam được xem là một cái bộ truyền thống quốc phục của người Việt mình, nhưng không có mang tính bảo thủ như những cái trang phục truyền thống cũng rất đẹp của các quốc gia khác. Và nó mang một cái tính là luôn luôn tiếp nhận những cái mới. Thì ở đây chúng ta thấy là ngay từ thời, nếu mà tính từ khoảng thế kỷ thứ 16, 17, cái hình ảnh mà chúng ta thấy được đó là áo dài tứ thân. Nó được hình thành bởi bốn mảnh vải ghép lại. Do khổ vải hồi đó thì chỉ có 3 tấc thôi, rất là hẹp. Nên đủ để cho một thân sau thì phải nối ở giữa. Ở trước thì không có nối, mở ra thành hai cái vạt. Rồi tiếp theo là cái áo năm thân, tức là đằng trước thì cũng may kín lại. Và ở bên trong phía bên phải có một cái vạt phụ. Và các cụ đã ví rằng là năm thân ấy tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu và bản thân mình. Hoặc là nó đi theo một cái điều mà bất kỳ ai cũng phải cố gắng để hướng tới, đó là nhân lễ nghĩa trí tín. Thế nhưng mà một cái cuộc thay đổi để làm cho áo dài trở nên thuận tiện, phù hợp với hoàn cảnh xã hội lúc ấy, ghi nhận trong lịch sử phát triển áo dài, phải nói tới đó là họa sĩ Nguyễn Cát Tường cùng với người bạn của ông là họa sĩ Lê Phổ. Thì ông họa sĩ Nguyễn Cát Tường là người vẽ kiểu những kiểu dạng áo dài tân thời đăng trên báo Phong Hóa và Ngày Nay vào năm 1934.
Và họa sĩ Lê Phổ là người họa lại những cái bức tranh những người phụ nữ mặc những cái tà áo dài mới bằng những chất liệu sơn dầu hoặc là sơn mài hoặc là tranh lụa. Chưa dừng lại ở đó, đến thập niên 50 thì đạo diễn Thái Thúc Nha, ông đã vẽ nên một cái kiểu áo dài hở cổ như là kiểu mà Mai Thu Huyền đang mặc đây, để phù hợp với thời tiết nắng nóng của miền Nam. Và lại một lần nữa vào thập niên 60, áo dài lại tiếp nhận một cái nền văn hóa từ Mỹ, đó là trào lưu hippie trên toàn thế giới. Với những màu sắc rất là tươi, kiểu áo thì chỉ ngắn tới đầu gối, và cái hình ảnh lúc đó là những cô gái đeo mắt kính, cài băng đô, mặc với quần tây cùng với áo dài và đi xe Honda Dam trên đường phố rất là năng động. Và hiện nay thì bảo tàng áo dài cùng với hội di sản thành phố đang hoàn chỉnh một cái hồ sơ để áo dài được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, và từ đó tiến tới để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Em hoàn toàn đồng quan điểm với anh về tương lai áo dài Việt Nam sẽ còn phát triển rất là mạnh nữa, chứ không chỉ có là dừng lại ở những cái giai đoạn như thế này. Và bây giờ em muốn hỏi chị Châu ạ, thường chị Châu sẽ lựa chọn áo dài, trang phục áo dài trong những cái dịp nào nhiều nhất ạ? Cái chiếc áo dài thì bản thân Châu rất là yêu thích chiếc áo dài, và thường thì Châu chọn trang phục áo dài trong những dịp lễ đặc biệt như là Tết cổ truyền hoặc là đi những cái chương trình gì rất là quan trọng. Tại bởi vì khi mà Châu mặc lên người chiếc áo dài, tự nhiên mình cảm thấy người mình nó rất là dịu dàng, đầm thắm và nhìn nó rất là trang trọng. Trong rất là nhiều những cái kiểu áo dài như vậy, truyền thống, cách tân, chị sẽ thích những cái lựa chọn nào trong những cái áo dài đó? Châu thì rất là yêu áo dài, nhưng mà tùy cái nơi mà Châu đến thì Châu sẽ chọn cái bộ áo dài nào phù hợp với nơi đó. Thí dụ như là đôi khi đi dạo phố hoặc là đi những cái nơi nào đó thoải mái một tí thì có thể chọn những bộ áo dài cách tân, giống như hồi nãy Huyền nói là áo tà ngắn, xong rồi quần có thể quần ôm như quần tây. Còn đi những cái buổi mà tiệc quan trọng, trang trọng hơn thì Châu sẽ chọn những cái áo dài truyền thống như thế này, và màu sắc thì tươi thắm. Kể cả trong những cái truyền thống hiện đại thì em thấy cũng có những cái sự sáng tạo nữa, là ở những cái quần hoặc cái váy. Thì em muốn hỏi ý kiến của nhà thiết kế về cái việc mà những cái sự sáng tạo đấy thì nó phải là theo một cái trào lưu chung, hay là nó sẽ phụ thuộc vào cá nhân của mỗi nhà thiết kế khi nghĩ ra những xu hướng mới? Thật ra thì nhìn về lịch sử áo dài như vừa rồi anh có chia sẻ, thì áo dài luôn luôn có cái sự cách tân để cho nó có thể song hành với thời đại, với cái nhu cầu sử dụng của nhiều người, và cũng không phân biệt là giới tính hay là độ tuổi. Và nay thì có rất nhiều nhà thiết kế tìm cho mình một cái phong cách để làm phong phú đa dạng áo dài lên. Nhưng mà anh tôn trọng tất cả mọi sự sáng tạo, miễn là cái sự sáng tạo đó nó phải được xây dựng trên một cái nền tảng cơ bản, là đừng có mất đi cái tinh thần của cái áo dài. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về chất liệu đi ạ. Bởi vì em thấy là để may áo dài thì nó cũng rất là nhiều những cái chất liệu khác nhau. Thì em cũng rất là muốn lắng nghe những cái tư vấn của anh để chọn những cái chất liệu nào cho phù hợp với đối tượng nào và trong những hoàn cảnh như nào. Cho đến bây giờ thì không có giới hạn về chất liệu. Thậm chí là jean, là bố, là kaki. Vấn đề là cái chỗ là mình sẽ xử lý như thế nào để cho vẫn thể hiện được cái tính cách của người mặc. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều này. Vì ông bà mình đã có một cái câu là y phục xứng kỷ đức. Cho nên là về cái chất liệu thì thứ nhất là không có giới hạn. Tuy nhiên có một cái lưu ý rằng dẫu gì thì áo dài cũng cần phải mềm mại và tha thướt để nó tôn lên cái sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ Việt. Nếu như vậy thì nó lại phải liên quan đến chất liệu phải nhẹ, mỏng. Ví dụ như hai cái mẫu áo mà Mai Thu Huyền và Băng Châu mặc đây, vải nó rất mỏng, nhưng mà để xử lý còn có mấy lớp nữa này. Vâng, thì nó được may bằng hai lớp, và hoàn toàn lúc ban đầu gốc của nó là vải màu trắng. Nó rất mỏng, nhưng nhờ xử lý khi mà mình thiết kế và vẽ màu bằng tay và nhuộm bằng tay, thì với hai lớp như vậy nó đã không còn thấy mỏng nữa. Và một cái điều là chúng ta đừng có để bị nhìn thấy nội y bên trong. Vì như vậy là nó không được lịch sự.
cái áo dài á là rất là đẹp, nhưng mà thường là mặc là tôn cái dáng của người phụ nữ. Nhưng mà có nhiều người giống như là chiều cao hơi khiêm tốn một tí hoặc là hơi tròn một tí thì có thể là chọn cái mẫu áo dài màu sắc như thế nào hoặc là họa tiết như thế nào để tôn dáng cái người đó lên và làm cái người đó sẽ đẹp hơn. Thế thì anh sẽ hỏi ngược lại với Văn Châu. Dạ. Ngày xưa các cụ nhà mình dạ. dáng chắc chắn là không đẹp bằng bây giờ do cái điều kiện sống. Yeah. À, những người mà đẹp là hiếm lắm chứ không phải là đẹp nhiều như bây giờ. Yeah. Và các cụ ngày xưa cũng thấp bé, cũng có đủ các cái dáng vóc khác nhau. Nhưng yeah. các cụ đều mặc áo dài hết và đều rất đẹp, rất sang. Thế nhưng mà mọi người vẫn cứ băn khoăn là tôi thì cái chỉ số cơ thể nó không được lý tưởng, rồi màu yeah. da không thì đó là lý do để cho các nhà thiết kế có cơ hội để mà làm việc. Và bây giờ xin phép được quay trở lại một câu chuyện mà anh đã nhắc từ đầu, đó là ý tưởng khi mà thành lập Bảo tàng Áo dài Việt Nam. Đó thì em rất là muốn biết là tại sao, từ đâu, bắt nguồn như thế nào để anh có thể ấp ủ và thực hiện cái dự án này, cũng như là cái tâm huyết của anh dành cho nó, cái tương lai phát triển của Bảo tàng Áo dài Việt Nam nó sẽ còn tiếp tục như thế nào. Cũng chia sẻ thật với lại Mai Thu Huyền, với Băng Châu, hồi đầu khi mà anh bắt đầu làm áo dài thì nó chỉ là đam mê. Và một cái điều rất thật lòng, nó cũng có cái thu nhập thêm cho cái đồng lương của người giáo viên. Thế nhưng đến năm 1995, anh là một trong 5 giáo viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được cử trong đoàn đại biểu để tham dự Đại hội Mỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội. Thì lúc ấy anh mới biết là ở Thái Nguyên có một cái bảo tàng văn hóa 54 dân tộc. Thế là anh đi tới bảo tàng đó. Và cái cảm giác là giống như là cái câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp. Tức là khi mà mình nói một cái câu thần chú là vừng ơi mở ra thì trước mắt mình cả một cái kho tàng. Và đây là một cái kho tàng văn hóa của 54 dân tộc tuyệt vô cùng phong đấy. Phú. Yeah. Và chính lúc ấy anh đã quyết định là khai thác ý tưởng sáng tạo trên tà áo dài Việt Nam từ kho tàng văn hóa dân tộc. Và đặc biệt nhất là khi bảo tà áo dài mở ra thì có những người cựu tù Côn Đảo, các dì, các cô đã tặng lại những cái áo dài khi mà các cô xuống đường đấu tranh trong cái áo dài và bị bắt vào trong tù cũng vẫn mặc áo dài. Và chính cái áo dài đó khi các cô kể lại là có một lần thì vô đó phải mặc áo tù. Nhưng mà có một lần là nghĩ rằng là thôi mình đằng nào cũng chết. Thì chết cho nó ra tư thế. Và cô bới tóc, mặc áo dài và bước vào cái phòng tra tấn. Thì kỳ lạ thay là không bị đối xử như những lần trước. Và các cô khi mà trở về lại phòng giam thì đã nhận ra một điều rằng là cái áo dài nó đã trở thành như một cái áo giáp để bảo vệ cái phẩm giá của một người phụ nữ kiên cường. Cho nên nó trở thành những cái hiện vật, nó mang tính giáo dục cho học sinh, cho những cái thế hệ trẻ khi đến tham quan bảo tàng. Và anh nghĩ là mình phải có cái trách nhiệm lưu giữ lại. Rất là tuyệt vời ạ. Thôi em thấy sốt ruột lắm rồi. Bởi vì là nghe anh nói như thế này mà không mục đích sở thị là không được. Cho nên là bây giờ có lẽ là em xin phép nhờ anh Hoàng và chị Châu sẽ đưa quý vị khán giả đến với Bảo tàng Áo dài Việt Nam để quý vị khán giả có thể thưởng thức, chiêm nghiệm tất cả những cái điều mà anh Sĩ Hoàng vừa chia sẻ và ấp ủ đối với Bảo tàng Áo dài. Thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Băng Châu đang có mặt tại Bảo tàng Áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng Băng Châu khám phá tà áo dài Việt Nam nhé. Xin chào anh Sĩ Hoàng. Anh chào Băng Châu. Dạ. Hôm nay Băng Châu đến tham quan bảo tàng áo dài đúng không? Dạ. Xin mời em vào. Ở phía bên này nó có một cái hình ảnh mà chúng ta thấy, đó là bà Na Phương Hoàng hậu. Đây là hình ảnh của bà mặc cái áo trong triều đình mà đang là ngôi hoàng hậu, là vợ của vua Bảo Đại. Và ở phía bên này những cái kiểu áo, phải nói là ngay cả những thiết kế hiện nay chúng ta cũng phải rất là ngưỡng mộ, bởi vì nó rất là
cách điệu. Dạ đúng. Nó như cái đầm ha anh. Dạ, giống như là một cái đầm. Dạ. Ít nhiều gì thì cái kiểu thiết kế này nó cũng ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương Tây và dạ. Thời đấy. Khoảng năm 1950, cái áo dài cổ rất là cao. Dạ. Và lúc này thì cái tay nó vẫn nối liền. Từ tấm lòng đến trái tim. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Đẹp Không Giới Hạn trong chuyên mục Mẹo Nhỏ. Và thưa quý vị, trên tay của Mai Thu Huyền đang là một tấm khăn choàng rất là đẹp và được vẽ tay bằng những hoa văn rất là tinh tế. Và Mai Thu Huyền xin phép được bật mí luôn. Tác giả của khăn vẽ tay này chính là mẹ của nhà thiết kế Sĩ Hoàng đấy ạ. Và mẹo của chúng ta ngày hôm nay là gì? Thử thách hôm nay sẽ dành cho người mẫu Băng Châu. Bây giờ chị Châu sẽ nghĩ ra 5 kiểu quàng khăn khác nhau ở trên mannequin để coi như là hướng dẫn cho quý vị khán giả cách sử dụng khăn, được không ạ? Vâng ạ, xin mời chị. Và anh Hoàng, và anh Hoàng làm giám khảo nha. Hoàng thấy sao anh Hoàng? Thật ra là khăn là một cái phụ trang rất là quan trọng. Dạ. Để có thể là đôi khi thay thế cả cái trang phục trong những cái hoàn cảnh mà nó đòi hỏi cái sự sáng tạo, cái linh hoạt. Dạ. Những cái kiểu khăn mà vừa rồi Băng Châu cột thì anh thấy là có thể áp dụng được dễ dàng. Có một cái tư vấn thêm là mẹ anh năm nay là bà 80 tuổi. Dạ. Và người lớn tuổi thì tóc không còn dày và nhiều như trước nữa. Thì bà đã dùng khăn và cột trên đầu. Và như vậy nó vừa có cái tác dụng là che đi cái mái tóc không còn đẹp như thời xuân xanh nữa. Mà lại làm thêm ấm cái đầu khi mà đi ra ngoài trời. Cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của anh Sĩ Hoàng cũng như là chị Băng Châu. Ngày hôm nay thì quý vị khán giả đã có thêm những mẹo nhỏ để chúng ta có thể sử dụng một chiếc khăn choàng rất là hữu ích trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau nha. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Cẩm Nang Làm Đẹp. Chưa khi nào thị trường thực phẩm chức năng và mỹ phẩm phức tạp như hiện nay. Vấn nạn thực phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc không rõ ràng, chất lượng không như quảng cáo, thật giả lẫn lộn, tạo thành một ma trận gây hoang mang cho người tiêu dùng. Cẩm Nang Làm Đẹp tuần này sẽ được chia sẻ tới quý khán giả một địa chỉ cung cấp thực phẩm chức năng an toàn và dịch vụ làm đẹp uy tín, tin cậy cho chị em. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thiên Hương, hiện tại là nhân viên văn phòng. Mọi người thường hỏi mình tại sao có một làn da đẹp như thế, thì đây là bí quyết của mình. Với những người tiêu dùng thông minh, sự ra đời của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phân phối H&H như một giải pháp an toàn của họ. H&H nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng, không chỉ bởi công ty thuộc tập đoàn Thanh Hằng nổi tiếng với 25 năm kinh nghiệm,
mà còn bởi thực phẩm chức năng và mỹ phẩm mà H&H cung cấp thực sự chất lượng cho sức khỏe và sắc đẹp của người tiêu dùng. H&H là công ty chuyên về nhập khẩu và phân phối các dòng thực phẩm chức năng, nước thanh lọc và hỗ trợ giảm cân Cleansy Wonder và mỹ phẩm sạch Talisi. Hiện H&H đã có mặt ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. H&H là tên gọi tắt của Healthy and Happy, nghĩa là sức khỏe và hạnh phúc. Ngay từ tên gọi cũng cho thấy tôn chỉ hoạt động của công ty là tất cả vì sức khỏe, vì hạnh phúc của người tiêu dùng. Tôn chỉ này thể hiện đạo đức trong kinh doanh, luôn đặt chữ tâm, chữ tính và chữ tận tình vì khách hàng lên hàng đầu. Thực phẩm chức năng là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến, được bổ sung thêm các chất chức năng. Thực phẩm chức năng nằm ở nơi giao thoa giữa thực phẩm và thuốc. Người ta cũng gọi thực phẩm chức năng là thực phẩm thuốc. Sở dĩ thực phẩm chức năng có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh và phòng ngừa bệnh vì nó có khả năng phục hồi tất cả các cấu trúc tế bào trong cơ thể đang bị tổn thương. Hơn ai hết, những vị lãnh đạo của tập đoàn Thanh Hằng đều hiểu rõ ý nghĩa của thực phẩm chức năng. Vì vậy mà khi thấy nhu cầu cũng như sự cần thiết của thực phẩm chức năng với người tiêu dùng, thì tập đoàn đã nhanh chóng tìm kiếm những đối tác, những thương hiệu thực phẩm chức năng uy tín nhất trên thị trường Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật để đưa các sản phẩm tốt nhất về Việt Nam. Những sản phẩm của H&H lựa chọn để cung cấp cho người tiêu dùng luôn luôn đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng, tính năng chính xác, được các tổ chức quốc tế chứng nhận và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Tôi rất hài lòng và yêu thích về dịch vụ sản phẩm H&H vì được chiết xuất từ 100% từ thiên nhiên, đặc biệt dành cho tất cả các loại da, đặc biệt là da nhạy cảm như tôi. Hơn nữa, bên H&H đang có chương trình trả góp 0% lãi suất, giúp tôi có thể trải nghiệm được tất cả các dịch vụ sản phẩm mà không lo lắng về chi tiêu. Tôi cảm thấy rất là hài lòng về các sản phẩm và dịch vụ của H&H vì các sản phẩm của H&H là dành để chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của các bạn trẻ, khiến tôi có ý thức phải chăm sóc làn da của mình từ ngay bây giờ. Hiện H&H có các dòng sản phẩm như sữa ong chúa tươi cao cấp Bitracell, nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleansy Wonder. Dòng sản phẩm sữa ong chúa có các thành phần là mật ong, chiết xuất từ hạt phấn hoa, Royal Jelly, chiết xuất mầm lúa mì, chiết xuất sáp ong, quả cơm cháy cô đặc, vitamin tự nhiên tổng hợp. Sữa ong chúa có công dụng tăng cường sức khỏe cho cơ thể, hỗ trợ ngủ ngon, làm đẹp da, giúp làm chậm quá trình lão hóa, sạm, nám, thay đổi nội tiết tố ở tuổi trung niên, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Dòng sản phẩm nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleansy Wonder có các thành phần nước, nước nho cô đặc, nước táo cô đặc, nước dâu tây cô đặc và rất nhiều các loại vitamin, axit. Với công dụng bổ sung vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ từ hoa quả cho cơ thể, việc nhịn ăn trong 2 ngày sử dụng sản phẩm giúp nhuận tràng và làm sạch đường ruột, làm cơ thể nhẹ nhõm và mang lại hiệu quả giảm cân lên tới 2kg trong 2 ngày. Có thể nói với những khách hàng thông minh, khó tính, có hiểu biết, đều rất hài lòng về những sản phẩm của H&H. Bảo tàng áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Sĩ Hoàng được đặt ở đâu? A. Đồng Nai. B. Hồ Chí Minh. C. Thái Nguyên. D. Cố đô Huế. Bạn nào có câu trả lời đúng, nhanh và chính xác nhất sẽ có cơ hội nhận được một voucher trị giá 1 triệu đồng mua sắm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi chuyên cung cấp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và spa H&H. Để tham gia chương trình, bạn hãy truy cập vào fanpage facebook.com/tincommediacorp và comment ngay dưới clip phát sóng của mỗi tập câu trả lời theo cú pháp như sau: DKGH, khoảng cách X, khoảng cách Y. Trong đó, X là phương án trả lời của các bạn, Y là số người trả lời giống như bạn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đẹp Không Giới Hạn ngày hôm nay thì chúng ta đã được có thêm nhiều thông tin bổ ích về tà áo dài Việt Nam. Và một lần nữa thì Mai Thu Huyền xin được cảm ơn nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng như là Á Khôi Thể thao Việt Nam Băng Châu đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là thú vị. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại! Ngày hôm nay Mai Thu Huyền rất là vui được gặp lại quý vị và các bạn ở trong chương trình Đẹp Không Giới Hạn. Hương soi ngự ở phim trường, Đẹp Không Giới Hạn xin mời khách ra. Cái người chuyên gia làm tóc thì tương lai cũng khuyên các bạn nữ mình á, chung thủy với người yêu nhưng đừng chung thủy với mái tóc. Mùa lễ hội sắp tới, bạn đã sẵn sàng để trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người chưa? Hãy đón xem chương trình Đẹp Không Giới Hạn tập tiếp theo để nắm bắt những xu hướng làm đẹp mới nhất với chủ đề tóc dạ hội nhé. Những câu chuyện thú vị về tóc, các bí quyết tạo mẫu tóc phù hợp, nhanh chóng sẽ được các chuyên gia tóc Tuấn Hà Lan và ca sĩ Kim Hoàng Yến bật mí trong tập sau. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 19 giờ thứ Bảy và phát lại lúc 10 giờ 30 thứ Tư, 15 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh YouTV. Một nụ cười rạng rỡ tôn vinh vẻ đẹp hoàn hảo nhất của mọi cô gái chỉ có tại Thanh Hằng Beauty Medi, nơi chúng tôi tin vào sức mạnh của sắc đẹp. Đội ngũ bác sĩ nha khoa thẩm mỹ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm của Thanh Hằng Beauty Medi sẽ đem lại cho bạn nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, sang trọng và mãi mãi hoàn hảo. Mãi mãi nét thanh xuân cùng Thanh Hằng Beauty Medi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chị Châu đã rồi. Đã, sao? Bảo là cái phẩm giá của một người phụ nữ tin tưởng